Hello mọi người, hôm nay thì Vân đang ở tỉnh Nam và đang đi tham quan The Noble House thôi mọi người. Noble House ở tỉnh Nam thôi mọi người nha. Trước tiên thì mình sẽ mua vé ở đây, một vé cho một người là 30 baht và được thoải mái chụp hình. Tất cả mọi thứ trong này. Sau khi mua vé xong thì mình sẽ vào bên trong và mình sẽ được thưởng thức văn nghệ của cái chị này. Chị này là đời thứ bao nhiêu của vị vua ở đây á mọi người. Ngày xưa người ở tỉnh Nam thì họ sinh sống bằng nghề dệt vải thôi mọi người, nên ngôi nhà này còn gọi là một bảo tàng sống của người địa phương, là một phần của việc bảo tồn di sản văn hóa của người Nam. À, hiểu không? Như Vương đã nói trên thì người dân tỉnh Nam ngày xưa họ sống bằng nghề dệt vải, cho nên là ở đây có rất là nhiều cái khung cửi để dệt vải như thế này nè mọi người. Họ trưng bày để cho kỷ niệm để cho khách tham quan đến và có thể tham quan. Đây là cái bảng chữ của người Nam, này tiền của người Lan Na, tiền đấy nhỉ, tiếng Lan Na, tiền Lan Na, tiếng Lan Na, tiếng Lan Na, tiếng Chiang Mai á, Lan Na anh chưa. Nan Chiang Mai Chiang Rai một lần này. Và tất nhiên là ở bên trong sẽ có một cái shop nho nhỏ để bán những cái sản phẩm vải dệt như thế này để khách hàng mua về làm kỷ niệm. Đẹp trai ạ, rồ quanh rào lại rồ. Wow, đẹp lắm. Cô sẽ nói sơ qua cho mọi người hiểu rõ hơn về ngôi nhà này nha. Đây là ngôi nhà của Chao Phong Kham, là người có dòng dõi Chao Ananta Warari Thidet, là vị vua thứ 62 của tỉnh Nam. The Noble House này á, được cái ngôi nhà này á thì đã hơn 200 năm tuổi rồi. Và nó làm được làm từ gỗ tết nè. Đây là phòng thờ mọi người. Cái này cái gì? Pho ngủ hả? À xem cái ui cổ mèo. Xin mèo à? Cái quần riêu đúng không? Riêu. Riêu. Pho để vô ngủ. Phía trên này là mái nhà này được làm bằng mái ngói giống mọi người, giống như Việt Nam mình ngày xưa á, là mái ngói bằng đất sét á. Đây onsen, đây là tủ trưng bày. Bà này nữa, nhà ở bà này không? Phòng ngủ hả? Mình đi vào phòng ngủ. Mình đi cái đó có thích mùi. Người này, phòng không mà đi vào phòng nó. Mình ngủ xem nếu mà mình kêu được. Có cái này, có something like this. Thì vô mũi nhiều á. Sao biết luôn mất bà đó à? Đi phòng ngủ anh. Có ăn cơm thôi. À, ai xem nó hoài. Có mirror và mic up thôi. Ừ.
Vượt qua nhà này sửa bê sửa. Chắc ô nhà đúng không? Có biết chờ bà này ò. Anna the Hồng Nòn. Can get in không? Can get in here. Cái quần đây fit chiều qua lúc sửa tròn. Giáo anh đây có biển xài hình nét fit hàng. Cái góc cái này xài á. And the glass are still gone, and then the fit. Difficult. Two. Không. Book. Before. Ôi, long time rồi á. Giúp để xếp tôi. Giúp để lóc. Đi ra xăm tiền góc đêm á, cao tiền á. Ui, có cái này luôn anh. Có gì nữa nè. Ồ. Sọ. I didn't want to for Q, I didn't want for sandwich. No. What? Something, yeah. And then you need to go. Go on, I'm going to nhiều tham á, lon tham á, tét tham. Cái này có 43 siêu đình. Có cái này. Cái này có 11 siêu đình. Nhiều. Không biết. Đây kiểu dạng giống như bản da phả á mọi người. Nhiều á. Đây là cái ghế để cưỡi voi ngày xưa. Tiền á. Tiền nhiều. Collect nhiều tiền à. Tiền á, con na. Ba để phân chuyện. Cái này cái gì đấy? Rồi. À, this one for event đúng không? Cái này cái của bạn này. Event à? When có event á, anh Vương. I did one the sandwich drum. Chống. Mình make from metal. Cái này xin một bàn chưa? Ui, cái này bút nước ô bút gạo. Cái bàn nêu nè. Chứ bàn hàng bị trừ. Đây là mấy cái lô đựng nước ngày xưa á mọi người. Thấy mấy cái lô này nhớ tuổi thơ. Tuổi thơ của mình cũng có mấy những cái lô, sử dụng những cái lô như thế này để đựng nước. Rồi đựng nước mưa, đựng gạo. Hát nước uống đi anh. Có không? Có không? Wow. Uống đi anh mà. Chết nè. Cái con for what fit đúng không? Có nước hả? Ừ, nước mưa á, nếu anh for set nước mưa á. Bây giờ chưa là khó thôi. Nếu anh đi à, kitchen. Kitchen. Đây. Có ghế, có bếp nè ha, sạch, clean ha. Sit and then. Ừ, but look clean ha, here. Đây à, something have to dry anh qua. À, for bin rai. For the nóng rai nè. À, đây nè. Ý, before nhà mẹ Vương có something like this luôn. Có được à? Ừ, something like this. Ờ, đâu rồi? Ờ, cái này gọi ngày xưa gọi là cái gì quên rồi ta? The box thì mấy bạn kia chị đó hả? Before á. And for put nước. Ừ, có. Before. For end nước cam á. End nước cam. Có cái này nữa nè. Có. Nào cần xì vào đó đấy. Bắt coconut á. Rẹt coconut. Ôi mẹ nuôi tôi. Ôi có mèo nữa. Đó mèo á. Cái này mèo nhà mẹ Quân có luôn. Có làm gì? For the joy powder. Bún á. The joy a lot of thing á. Powder cơm cháo có put. Make soy yam meal. Before có, now không có rồi. More đẹp luôn. Cần xì rồi nè. Try up rồi nè. Cái này for take nước from the cái giếng á. Menu cái này for cái gì? For buffalo.
Đây là vải 100% ngày xưa á, mọi người dệt cho những vị vua chúa rồi những người giàu á. Đó. Phải có kiểu ống ánh vàng giống như vậy nè. Đó. Dành riêng cho những người giàu, những nhà giàu, những vua chúa ngày xưa. Exactly. Exactly. Ôi ôi. Seven đi. Ngôi nhà này đã được hơn 200 năm tuổi rồi mọi người, và ngày xưa thì họ sử dụng gỗ tết để làm ngôi nhà này, cho nên là đến tận bây giờ vẫn còn đẹp. Rồi. Vẫn còn khá là đẹp luôn. Chơi rồi.